Xin chào mọi người đến với Papi Official. Như các bạn đã biết, thế giới động vật là một nơi nguy hiểm, nơi mà kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Vì vậy, động vật đã học được cách bảo vệ mình bằng nhiều cách. Mặc dù thiên nhiên đã ban cho một số sinh vật có bộ móng vuốt sắc nhọn, một hàm răng mạnh mẽ hay một số động vật chạy rất nhanh và khó bắt, tuy nhiên, một số sinh tồn bằng cách nhẹ nhàng hơn, đó là khả năng chơi trốn tìm. Về mặt khoa học, đó là khả năng khiến bản thân trông giống như một số sinh vật khác. Một số động vật có thể thay đổi màu sắc của nó trông giống với môi trường bên ngoài, hoặc có thể giống với những sinh vật khác. Ví dụ, nhiều loài côn trùng biến đổi cơ thể làm cho chúng ta không thể phân biệt được với các nhánh lá. Khả năng đặc biệt của chúng là không có giới hạn. Tất cả những gì chúng ta làm là ngạc nhiên và ngưỡng mộ công việc của mẹ thiên nhiên. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn 9 động vật có khả năng ngụy trang khác thường trên hành tinh. Số 1. Cá đầu nhỏ. Cá đầu nhỏ gặp nhiều nguy hiểm trong những ngày đầu tiên của chúng trong tự nhiên. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này, bạn cũng có thể hiểu sống trong đại dương rất ảm đạm và lạnh lẽo, bao quanh bởi những kẻ săn mồi khát máu, và bạn là một sinh vật không phòng thủ, và cha mẹ của bạn không ở bên để bảo vệ hoặc dạy bạn cách sống sót. Cuộc sống thật tồi tệ đối với những con cá nhỏ này, nhưng đừng quá lo lắng. Cá đầu nhỏ không phải là loài cá như bạn nghĩ. Khi những con cá này nở ra từ trứng, chúng không khác nhiều so với những đứa bé sơ sinh dưới nước khác. Nhưng sau đó, cơ thể chúng biến đổi và trở thành hoàn toàn trong suốt. Kích thước của chúng cũng thay đổi rất nhiều. Trong một số trường hợp, chiều dài cơ thể của chúng không vượt quá một vài cm. Nhưng một số trường hợp, chúng có thể đạt vài chục cm. Chiều dài lớn nhất được ghi nhận trong phòng thí nghiệm là 180 cm. Nó có một kỹ thuật sinh tồn tuyệt vời, và tất nhiên bạn không thể ăn một thứ bạn không thể nhìn thấy. Số 2. Cá ngựa lùn. Cá ngựa lùn là một trong số động vật bé nhỏ và dễ bị tổn thương dưới nước. Để sống một mình, cá ngựa lùn phát triển không vượt quá 2 cm. Cá ngựa được tìm thấy khắp nơi trên thế giới. Chúng được tìm thấy ở phía Nam Nhật Bản, Indonesia và phía Bắc Úc. Chúng sống ở độ sâu 10-40 m. Nghệ thuật ngụy trang của chúng khá tốt. Chúng bỏ ra toàn bộ cuộc đời của chúng trên san hô có màu sắc và hình dạng giống cơ thể chúng, hầu như không thể phát hiện được ra chúng. Ngay cả những bức ảnh cận cảnh, bạn cũng không thể thấy chúng ngay lập tức. Cũng may, các nhà khoa học đã nuôi và nghiên cứu chúng. Chúng có hai biến thể màu sắc là vàng cam hoặc xám với những chấm đỏ. Màu của các con trưởng thành sẽ được xác định bởi những ngôi nhà san hô của chúng. Năm 2014, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tiến hành ghép đôi giữa những con cá ngựa màu vàng, và khi lớn lên, con chúng lại có màu tím, chỉ vì họ đặt san hô tím trong bể cá màu hồng. Số 3. Bọ cánh hồng. Chúng có hình dáng của thực vật. Chúng rất giống với cành lá và que củi khô. Khi chúng di chuyển, chúng giống như đang đung đưa trong gió. Còn khi gặp nguy hiểm, chúng giả chết và chúng ta sẽ không thể phân biệt được. Chúng ta có thể thấy cánh sau và chân trước hợp nhất với nhau. Đôi khi, để nhìn tự nhiên hơn, chúng bỏ một trong những chiếc chân của chúng. Vì điều này, chúng xứng đáng đạt giải Oscar của côn trùng vì sự hy sinh vì nghệ thuật. Với cách sinh tồn này, chúng có thể đạt chiều dài 53 cm, và con cái thậm chí còn lớn hơn. Chúng có thể được tìm thấy nhiều ở miền Nam Trung Quốc. Số 4. Cua nhện. Chúng đặc biệt ở ngay cái tên gọi. Chúng cực kỳ phổ biến và bạn có thể tìm thấy chúng trên bờ biển California, Maldives, Thái Lan và Philippines. Một số thậm chí được phát hiện ở dạng san hô Great Barrier và bờ biển đỏ. Ở những nơi chúng sống, những con cua này có thể là mồi ngon của những kẻ săn mồi. Các bạn có thể thấy chúng rất thời trang. Quả thật, chúng là tín đồ thời trang ở thế giới dưới nước. Nó dùng càng của mình gắp lấy tảo và san hô để trang trí thành một bộ trang phục tuyệt vời. Cơ thể chúng rất khác thường. Bao quanh người chúng là một lớp lông đặc biệt để đảm bảo khi cua đặt một nhánh tảo lên đó, chúng được giữ lại chắc chắn. Số 5. Bọ lá. Một loài đặc biệt. Chúng rất ít di chuyển. Chính xác hơn là hầu như không bao giờ di chuyển. Cuộc sống của chúng phụ thuộc hết vào cành cây nơi chúng ở. Chúng là chuyên gia về ngụy trang. Chúng đã rất có thể là món ngon khoái khẩu của những chú chim bay qua. Vì vậy, tất cả những gì nó phải làm là giả vờ là một chiếc lá. Từ khi sinh ra, nó đã chọn cành cây mà nó dành cả đời của nó ở đó. Ngay cả khi chúng đẻ trứng, những quả trứng cũng được ngụy trang khá tốt. Trứng của chúng trông rất giống hạt hoặc phân. Số 6. Tắc kè đuôi lá. Nếu bạn đi dạo trong rừng ở Madagascar, nơi sinh vật này sinh sống, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy nó giữa những cái cây. Bởi vì nó là một chuyên gia ngụy trang thực sự. Màu sắc cơ thể của nó gần như không thể phân biệt được với những vỏ cây tự nhiên. Khi săn mồi, tắc kè đuôi lá ngừng di chuyển
và hòa quyện với thân cây. Kích thước nhỏ của con tắc kè này cũng là một điều tốt, cơ thể nó dài không quá 20cm. Thức ăn của chúng là côn trùng như bướm, sâu và rêu. Số 7. Ếch cây sần Bắc Bộ, một loài ếch quen thuộc ở Việt Nam. Khi nhìn thấy sinh vật này lần đầu tiên, bạn có thể nghĩ rằng da chúng được bao phủ bởi một lớp rêu dày đặc. Nhưng kỳ lạ là không phải vậy. Chúng là bậc thầy ngụy trang. Chúng sống trong các khu rừng ẩm ướt ở phía Bắc Việt Nam nước ta. Để hòa nhập tốt hơn với môi trường, chúng thích các khu vực phủ rêu gần các hang động có nước hay các gốc cây ẩm ướt cũng là một trong những điều kiện lý tưởng. Chúng không có độc và rất an toàn. Chúng ăn côn trùng nhỏ, chiều dài tối đa 8-10cm. Nhưng không may, ngụy trang không cứu chúng khỏi những mối đe dọa từ con người. Do đó, những con vật này đang có nguy cơ tuyệt chủng vì nạn chặt phá rừng. Số 8. Bướm lá sồi. Không ai thích một cái cây có lá khô héo cả, vì khi đó chúng đã hết chất dinh dưỡng. Và đó là lý do tại sao giả vờ là một chiếc lá khô là một chiến lược tốt của loại bướm này. Tên khoa học của chúng là Kalima. Không khó khăn để tìm thấy chúng. Chúng sống khắp nơi ở Ấn Độ, Nepal, miền Nam Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Không thể phân biệt được cánh của chúng với những chiếc lá kỳ lạ, và dường như chúng biết rõ về điều đó. Khi nó muốn hòa nhập với thế giới xung quanh, nó gập cánh lại và dùng chân bắt chước giống như cuống lá. Tùy theo mùa mà diện mạo của rừng thay đổi, và thiên nhiên đã ban cho chúng một điều tuyệt vời nữa. Đó là khi chúng sinh ra vào mùa mưa, chúng có đôi cánh sẫm để hòa trộn tốt hơn với đầm lầy. Số 9. Bạch tuộc. Một động vật không xương sống và có 3 trái tim. Có thể các bạn đang nghĩ tôi mô tả một con quái vật. Tuy nhiên, đây chỉ là đặc điểm của một con bạch tuộc thông thường. Sinh vật này kỳ lạ ở chỗ, chúng là một loài săn mồi nguy hiểm. Chúng đưa các kỹ năng ẩn thân lên một level mới. Thường là bạch tuộc có màu nâu, tuy nhiên, khi mọi thứ thay đổi, khi chúng cảm thấy bị đe dọa, hay khi kích hoạt chế độ săn mồi, da của những sinh vật này có khả năng thay đổi màu sắc. Các tế bào của chúng chứa các sắc tố khác nhau để đáp ứng với các lệnh từ hệ thần kinh trung ương. Các tế bào này co lại và căng ra, đó là những gì làm màu sắc thay đổi. Do đó, bạch tuộc không phụ thuộc vào môi trường và chúng có thể ẩn thân ở bất cứ nơi nào. Khi chúng sợ, chúng chuyển thành màu trắng và chuyển thành màu đỏ khi tức giận. Các nhà khoa học tin rằng bạch tuộc có khả năng mơ mộng vì khi ngủ, màu sắc của chúng cũng thay đổi. Vậy là video của Papi Official đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy ấn like, subscribe và ấn quả chuông bên dưới để nhận thông báo về những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.